Thưa quý vị khán giả của chương trình Cà phê chiều thứ bảy, chúng ta đang sống trong bầu không khí hân hoan và đặc biệt của ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đây là ngày mà chúng ta có thể dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên người thân, gia đình và bạn bè. Nhưng đây cũng là ngày để chúng ta có thể lắng lại, nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc. Chúng ta còn nhớ ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và kể từ đây, ngày mùng 2 tháng 9 đã được lấy làm ngày quốc khánh của đất nước Việt Nam. Và trong bầu không khí hân hoan cũng như là đặc biệt của ngày hôm nay, chúng tôi có mời tới trường quay một nữ ca sĩ, chị sở hữu giọng hát rất là đặc biệt, là người góp phần lưu giữ lịch sử dân tộc đi cùng năm tháng thông qua các ca khúc về Bác, về cách mạng đầy hào hùng. Vâng, xin giới thiệu nữ ca sĩ Anh Thơ. Vâng, xin chào chị Anh Thơ. Cảm ơn chị ngày hôm nay đã dành khoảng thời gian quý báu của mình để tới tham dự chương trình của Báo Lao Động chúng tôi ạ. Chị Anh Thơ, bản thân chị cũng như là các thế hệ ca sĩ như là Trọng Tấn, Việt Hoàn thì được xem là những giọng ca đẹp trong âm nhạc cách mạng. Khi mà các anh chị đang góp phần lưu giữ một chặng đường lịch sử dân tộc bằng âm nhạc, vậy thì không biết là bản thân chị, cảm xúc của chị như thế nào khi mà thể hiện những giai điệu hào hùng về Bác cũng như là về đất nước ạ? Những cái ngày này thì đối với Anh Thơ, con người nó cũng có những cái phấn khởi, có những cái hào hứng, có những cái vui chung cùng với đất nước, dạo dực hơn, cảm thấy phấn khởi hơn và náo nức để chờ đón cái ngày này, cũng như là cái việc là mình được cống hiến trong cái nghệ thuật, được hát những cái bài hát mà mình muốn nó vang lên cho tất cả mọi người được nghe đó. Vâng ạ. Trong suốt cái hành trình sự nghiệp của chị, chắc chắn là chị đã có rất là nhiều cái dịp để thể hiện ca khúc trong cái dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vậy thì không biết là chị có thể chia sẻ một chút về những cái kỷ niệm mà đi hát trong dịp lễ như thế này không ạ? Thực sự là những cái ngày này thì rất là bận, bởi vì là có nhiều nơi tổ chức để kỷ niệm, lễ kỷ niệm, ví dụ như là ở tỉnh này, tỉnh khác đấy, họ cũng chỉ những cái ngày này họ mới tổ chức thôi, thế là lễ lớn mà, của đất nước mà, thì Anh Thơ phải rất là bận, là phân chia thế nào để mà nhận lịch nào như nào để mà đáp ứng được những, cùng là ở vừa Hà Nội hoặc là cũng có thể là đi đến những nơi này kia để đưa tiếng hát của mình để khắp nơi. Đó là một cái ngày để mà Anh Thơ luôn luôn cũng hơi lắng một chút, là vì là làm sao để mình muốn đi được nhiều nơi, muốn đưa tiếng hát của mình đến được nhiều nơi mà không bị vướng bận hoặc là không bị trùng lập gì cả. Đó là một cái mà Anh Thơ cũng hơi lo lắng, nhưng mà may cũng là những năm nào cũng thế, là những ngày này thì rất là phấn khởi, bởi vì khi mà hoàn thành xong những cái nhiệm vụ đấy thì làm cảm thấy rất là vui. Ngoài những ca khúc về đất nước thì chị Anh Thơ còn thể hiện những ca khúc về Bác Hồ. Và chúng ta thường biết rằng là khi mà thể hiện những ca khúc về Bác thì cảm xúc rất là đặc biệt. Vậy thì không biết là cảm xúc của chị Anh Thơ khi mà thể hiện những ca khúc, ví dụ như là lời Bác dặn trước lúc đi xa là như thế nào ạ? Cái bài hát đó thì bản chất trong cái bài hát, khi mà hát lên đối với người nghệ sĩ cũng thế, hoặc đối với người nghe cũng thế, thì tự bài hát nó đã nói lên rất là nhiều điều trong bài hát rồi, rất xúc động. Và khi hát lên trái tim của mình như được thổn thức, nhưng cũng được như được khóc cùng với bài hát đó. Thì lúc mà mình hát bài hát mình nhập tâm lắm, có nhiều người nghe và đã cảm thấy khóc. Thì như cũng như lần này mình hát cái bài Người về thăm quê, hoặc là có nhiều lần mình hát Bác Hồ tình yêu bao la, hoặc là đêm nghe hát đầu đứa nhớ Bác. Mình hát về nhiều về bà Bác rồi, nhưng quan trọng là mỗi một lần hát thì một cảm xúc khác nhau, một cái hình tượng Bác nó luôn tràn ngập vào trong cái tâm hồn mình, và mình hát với một cái niềm kiêu hãnh, một cái niềm tự hào, một cái dân tộc nhỏ bé với một con người, cũng một đất nước rất là nghèo, nhưng một con người như Bác thì là một ý chí thật tuyệt vời đó. Thì là mình như là một cái tấm gương, như là một người cha, một người, một cái thần tượng, một cái tượng đài nào đấy là cho mình được hướng tới qua những cái lời hát của mình. Cứ mỗi một câu hát thì mình nghĩ đến cái hình tượng đẹp, hình tượng đẹp của Bác, là cái cảm xúc nó tràn ngập, nó tuôn ra thôi. Thực sự thì về Bác Hồ thì không phải là thế hệ của cô Thu Hiền hay Anh Thơ, hay là Anh Thơ nghĩ rằng là thế hệ sau của Anh Thơ nữa, như là thế hệ con của Anh Thơ cũng biết về Bác Hồ như là một hình tượng của đất nước, một hình tượng đẹp rồi. Thì đương nhiên ở các thế hệ các em đấy thì suy nghĩ của các em khác, nhưng với Anh Thơ cũng rất là gần. Bởi sau Hòa Bình, khi mà 1975, 76 Anh Thơ ra đời, thì đó là những cái mà được ông bà, bố mẹ, rồi qua những câu chuyện, rồi qua những cái bài hát, mà đặc biệt nó lại hát rất nhiều bài hát về Bác Hồ, thì cái cảm xúc nó dạt dào lắm. Anh Thơ đã từng nhiều lần khóc, như là Bác Hồ, lời Bác dặn trước lối xa, hoặc là Bác Hồ một tình yêu bao la. Mỗi một câu hát là gắn bó một cái hình tượng này Bác, thì là cảm xúc nó tuôn trào như thế, tuôn trào. Có thể là mình có thể là ví dụ đang tưởng tượng ra Bác đang ngồi thả cá này, hoặc là Bác đang bàn sự thế sự này. Đấy là tự những cái câu chuyện mình xem được ở tài liệu, hoặc là qua câu chuyện phim, hoặc là hình ảnh như thế, thì mà gắn bó với mình, cho vào đầu mình, và mình cứ thế là mình gắn qua với cái lời bài hát của mình, thì nó tuôn trào, nó rất là dễ.
Và nhân cái ngày lễ rất là đặc biệt của chúng ta thì không biết là chị Anh Thơ có thể gửi tặng các khán giả một vài câu hát trong bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa được không ạ? Sợ cái lúc này hát thì cũng hơi khó khăn một chút, bởi vì là nó không có nhạc hỗ trợ chị ạ. Nhưng mà với lại có thể là chưa kịp nhớ lại được cái lời ấy. Có thể chuyện kể rằng trước lúc người đi xa, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, nhưng không gian vẫn bốn bề lặng lẽ, bác đành nằm yên. Chuyện kể rằng bác đòi nghe câu vị nhớ làng sen từ thủ ấu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ. Vâng, rất là đặc biệt, cảm xúc rất là cảm động. Vâng, thưa chị Anh Thơ, vậy thì không biết với một người nghệ sĩ hát dòng nhạc âm nhạc cách mạng thì cái cảm xúc và cái tình yêu mà thể hiện với lịch sử và dân tộc thì nó ảnh hưởng và chi phối như thế nào tới giọng hát cũng như là cách thể hiện bài hát của các ca sĩ ạ? Đối với anh Thơ thì anh Thơ nghĩ rằng là chắc cũng là một phần ảnh hưởng do cái việc là mình hát những cái ca khúc về quê hương đất nước, về về cách mạng. Thì ở những cái con người của anh Thơ thế, nó hoàn toàn là một con người nó cũng gần như thế. Nó có sự chỉn chu, nó có cái sự chăm chỉ, có cái sự tức là mình cần cù, mình cũng có một chút tài năng, nhưng mình có tài năng, mình có sáng tạo và mình hướng theo những cái tốt của bác, rồi của đảng, của quê hương nhà nước, đất với cái truyền thống của mình là truyền thống giàu văn hóa, giàu tình cảm, thì mình cứ hướng đến những cái tốt đấy mình sống. Và lại càng thể hiện thêm ở những cái việc là qua những cái bài hát đấy, lời hát đẹp nói về quê hương, con người, đất nước mình nó càng đẹp, nó được tôn lên nữa, thì mình cứ phải theo những cái đấy. Và mình kể cả con người ấy, mình cứ nắn mình phải theo cái hướng tốt, nước đẹp đấy thì mình mới hát hay được. Chứ nếu mình sống buông thả, mình sống một cách gì đấy lười biếng, mình sống không có tư duy, không có cái phấn đấu, cái chí tiến thủ đi lên làm một con người tốt, thì không bao giờ hát hay được. Nó sẽ mờ nhạt, nó không hợp với cái bài hát đó. Vâng, đấy là những chia sẻ có vẻ như là đã được đúc kết sau một cái quá trình, một cái sự nghiệp rất là dài gắn bó với âm nhạc cách mạng. Vậy thì không biết là theo chị Anh Thơ, đối với một người nghệ sĩ khi mà theo dòng nhạc này để có thể thành công, thì yếu tố quyết định nó là một giọng hát trời phú, hay là kỹ thuật thanh nhạc, hay là tình cảm mà người nghệ sĩ đấy dành cho các tác phẩm thuộc thể loại này ạ? Ôi, đó rất là nhiều thứ, nhiều yếu tố cộng lại. Đầu tiên là cũng phải nói là phải năng khiếu về giọng hát. Đấy, xong được tôi luyện rồi thì hàng ngày mình có cùng với cái sự tôi luyện hay không, mình có muốn phấn đấu không, mình dành cho nó như thế nào, mình yêu mến nó như thế nào và mình quả thể hiện nó như thế nào. Ví dụ như không phải là mình hát ở một cái trong một cái không gian, ví dụ như với một mình hát ở trong nhà mình nó khác, mình hát truyền tải đến khán giả nó khác, được yêu quý nó lại một bậc thang nữa, đúng không? Ví dụ tôi một bài hát đưa cho một người ca sĩ này, đối với Thơ thì hát thế này, nhưng đối với nghệ sĩ khác là hát thế khác. Qua mỗi cái một cái con người như thế, người ta thể hiện khác nhau, ở một cái trình độ khác nhau, ở một cái tình cảm khác nhau, ở một cái cảm nhận khác nhau, ở một cái việc thể hiện khác nhau. Ví dụ anh Thơ không cần duyên dáng, điệu đà thì quá, nhưng mà với cái ánh mắt, với cái như cái hình thể đưa tay nhẹ nhàng, với một cái sự thiết tha chiều mến như thế này thì nó sẽ rất là càng tôn vinh cái bài hát đó lên, hợp với hoàn cảnh, hợp với lời, hợp với con người, với tất cả mọi thứ, chứ không phải là chỉ lời hát đẹp, đúng không? Thì bài hát đó mới được công chúng đánh giá và yêu mến đó. Vâng, có thể thấy rằng là những cái chia sẻ rất là thật, rất là đặc biệt tới từ chị Anh Thơ. Và nhìn về một hành trình gắn bó với âm nhạc cách mạng rất là dài rồi, vậy thì không biết là điều tâm đắc nhất động lại trong chị Anh Thơ là gì ạ? Cái sự cố gắng không ngừng nghỉ trong cái việc làm nghề. Lúc nào cũng chỉn chu và cố gắng tìm tòi sáng tạo. Có thể tự hào, lấy mình là một cái niềm tự hào, bởi vì các bạn trẻ bây giờ hầu như là cũng rất là noi gương mình, ở cái chỗ là các bạn ấy cứ nhìn vào mình học tập,
chẳng hạn như là cô anh thơ cô ấy luôn luôn có nhiều bài mới, cô hát được nhiều bài, cô ấy đi diễn nhiều, cô ấy chăm chỉ. Thế các bạn ấy cũng cứ theo mình làm cái việc đấy thì mình thấy ở đấy cũng là một cái điểm tốt và mình nghĩ là mình sẽ luôn cố gắng như thế. Vâng, là chị Anh Thơ có thể gửi gắm một lời tới các bạn trẻ, đặc biệt là những người mà đang mong muốn theo những cái dòng nhạc dân gian, dòng nhạc cách mạng không ạ? Anh Thơ nghĩ rằng là theo dòng nhạc nào cũng thế thôi, cứ hợp phù hợp với giọng hát của mình đã, xong rồi là mình cứ phải đam mê, cứ phải chăm chỉ, cứ phải cố gắng hết sức mình, tức là sẽ có cái việc mà được bù đắp lại với cái sự cống hiến cố gắng của mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ca sĩ Anh Thơ ngày hôm nay và hy vọng rằng là chị sẽ tiếp tục có được sự thành công trong cuộc sống cũng như là giữ vững niềm đam mê của mình để có thể đưa âm nhạc cách mạng tới gần hơn với tất cả mọi người. Vâng, và kính chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ có một ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thật là đặc biệt. Còn tới đây, xin chào và hẹn gặp lại.